Xin chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bí quyết sống khỏe. Hôm nay sẽ có một chủ đề cũng rất là thú vị, hấp dẫn và chúng tôi tin rằng là ai trong chúng ta cũng sẽ quan tâm. Bởi với cuộc sống hiện đại, guồng quay bây giờ thì chúng ta sẽ làm việc không mệt mỏi và quên đi rằng chăm sóc bản thân cũng rất là quan trọng. Và bởi vì không chăm sóc bản thân thì chúng ta sẽ dễ bị stress, căng thẳng, dễ bị mệt mỏi. Và nguyên nhân từ đâu, chúng ta có đang thiếu một cái chất gì đó trong cơ thể để dẫn đến tình trạng này không? Chủ đề ngày hôm nay sẽ giúp quý vị tìm hiểu kỹ hơn. Đó chính là điều trị hiệu quả stress, mệt mỏi kéo dài do thiếu hụt vitamin C. Trước tiên thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Natsi của Mega We Care đã cùng đồng hành với chương trình Bí quyết sống khỏe. Và chúng ta sẽ cùng chia sẻ những câu chuyện ngày hôm nay với một khách mời rất là quen thuộc. Đó chính là bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Thị Hiền Thu đến từ Trung tâm Dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình. Xin chào Linh Hương, chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay thì trong trường quay của chúng ta sẽ còn rất nhiều các khán giả ngồi tại đây để có thể được nói lên ý kiến của mình cũng như là trực tiếp đặt câu hỏi cho bác sĩ. Trước khi vào cuộc trò chuyện, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự của chương trình. Căng thẳng thần kinh stress đang ngày trở thành một vấn nạn không loại trừ một ai trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên vấn đề này đôi khi lại không được chú ý đúng mức. Mọi người không biết rằng những biểu hiện ban đầu như đau đầu, đau bụng, rối loạn tiêu hóa chính là hệ quả của tình trạng mệt mỏi do căng thẳng quá sức. Nếu để tình trạng mệt mỏi căng thẳng kéo dài, không những ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm suy giảm hiệu quả công việc, chất lượng cuộc sống của người bệnh. Khi bị stress, tế bào não thiếu oxy làm cho cơ thể luôn mệt mỏi, uể oải, suy giảm trí nhớ. Bộ não đặc biệt dễ bị tổn thương bởi luôn cần dinh dưỡng và chất chống oxy hóa để khỏe mạnh, hoạt động đúng cách. Nếu cơ thể phải chịu căng thẳng quá mức, bạn có thể bị mất trí nhớ và co rút não trước 50 tuổi. Cơ thể sẽ mất dần hệ miễn dịch, thậm chí rơi vào trầm cảm. Việc tìm ra những giải pháp để khắc phục tình trạng trên là một trong những vấn đề cấp bách để xóa tan những mệt mỏi lo âu, tìm lại niềm vui cho người bệnh. Trong phóng sự vừa rồi thì chắc là bác sĩ cũng như là các khán giả trong trường quay của chúng ta cũng đã thấy rất là rõ là nếu như mình bị mệt mỏi, bị stress thì thực sự là nó cũng có những cái hậu quả khá là nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Vậy thì xin được hỏi bác sĩ là stress là gì và stress sẽ có những cái biểu hiện như thế nào và nếu như mà cứ lâu dài như vậy thì nó sẽ sinh ra những cái bệnh lý gì ạ? Thực ra có rất là nhiều các định nghĩa khác nhau về stress, tức là một tình trạng căng thẳng đó. Nhưng mà mình hiểu nôm na là stress là một cái phản ứng của cơ thể trước những cái áp lực, những cái tác động từ bên ngoài, tác động trực tiếp đến cho cái sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của mỗi con người. Mà mình tùy theo cái mức độ của cơ thể mà mình đáp ứng nó hơi khác nhau. Và cái biểu hiện nó cũng sẽ có khác nhau từ nhẹ cho đến nặng hơn. Và đôi khi chính chúng ta đã bị stress rồi mà chúng ta không biết rằng là mình đang stress, trừ khi mình để ý tới những cái biểu hiện rất là đơn giản. Có thể những biểu hiện về mặt tinh thần như là mình hay lo lắng, cảm giác là buồn bã, ủ rũ, chán nản, không cảm giác như là mình đang mất cái phương hướng sống ấy. Hoặc là những cái biểu hiện về gọi là kích thích hơn như là hay cáu gắt một cách gọi là vô cớ, tức là một cái lo lắng, một cái phản ứng nó hơi quá khích lên. Cũng có thể những biểu hiện là lâu hơn thì sẽ có gây mất ngủ, gây những cái vấn đề khác, trầm cảm. Và về mặt sức khỏe tinh thần ấy, thì stress rất là nguy hiểm, đôi khi nó tiềm ẩn những cái nguy cơ tự tử mà mình không biết. Còn về thể chất ấy, thì stress gây ra rất là nhiều các vấn đề từ hệ tim mạch, thần kinh, cơ khớp. Ví dụ như này, thông thường khi mà cơ thể bị stress thì sẽ tăng tiết ra một cái chất gọi là catecholamine, mà chính là adrenaline ấy, thì nó sẽ gây làm co thành mạch. Và đặc biệt khi mà nó co thành mạch ở cơ tim hay là các thành mạch máu ấy, thì nó sẽ gây thiếu máu cơ tim cục bộ và có những cái ảnh hưởng rất là không tốt, có thể là hoại tử luôn, gây rối loạn thành mạch và hoại tử thành mạch. Thế đối với về hệ gọi là tiêu hóa của chúng ta thì đôi khi mình không để ý, nhưng khi mình lo lắng căng thẳng quá thì mình sẽ bị đầy bụng, khó tiêu, có thể cảm thấy là kích thích dạ dày, tức là hơi gọi là mình hay gọi đau bao tử đó, rồi có thể gây tiêu chảy hoặc là táo bón mà mình không hề biết. Đối với hệ cơ khớp thì khi mình bị stress thì mình sẽ rất là căng thẳng. Cái sự căng cơ nó có thể biểu hiện ngay từ phía trên, tức là có những cái biểu hiện mà Hương có để ý không, là đôi khi
khi bị stress mình nghiến răng một cách vô thức. Đúng rồi. Tức là cái răng mình cứ tự nhiên nghiến răng mà rất là lâu, xong mới đi khám bác sĩ nha khoa nói sao răng mình mòn hơn so với cái tuổi, ví dụ như vậy. Hoặc là cái cứng cái cơ hàm dẫn đến là mình sẽ bị chặt khớp hàm khi mình ngáp chẳng hạn. Đó là những biểu hiện khi stress căng thẳng kéo dài như vậy, nó ảnh hưởng rất là nhiều cơ khớp của chúng ta. Rồi cái chuyện là đau lưng nhức mỏi hay là buồn buồn tê tê như là mình bị thiếu canxi, thiếu vitamin D á, là rất dễ xảy ra khi mà cơ thể chúng ta bị stress. Đối với phụ nữ thì có thể ảnh hưởng tới cái chuyện là rối loạn kinh nguyệt hay là bị rong kinh. Đối với nam giới và nữ nói chung thì cũng có thể ảnh hưởng tới cả cái khả năng sinh dục. Và một cái nguy hiểm nhất đối với stress đối với chị em phụ nữ chúng mình ấy, là cái việc mà sẽ tăng rối loạn cái chuyển hóa cholesterol. Linh Hương có để ý là khi bị stress á, sẽ có cái chuyện là mình ăn một cách là hơi đúng, mình ăn vô thức rồi, ăn rất nhiều, ăn nhiều hơn. Tức khi buồn quá thì tôi ăn không biết là gì. Thì như vậy nó sẽ làm cho cái chuyện là càng tăng cân và nguy cơ bị thừa cân béo phì sẽ rất là cao. Cộng với cái chuyện là đã bị rối loạn cholesterol cho nên sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái gọi là rối loạn mỡ máu trong cơ thể. Cái nguyên nhân mà gây ra cái việc mình bị stress thì sẽ là gì ạ? Thực ra thì mình không chuẩn đoán đích xác được là cái nguyên nhân gì. Nó là tác động từ bên ngoài vào. Những cái áp lực của công việc, của cuộc sống hiện đại, mình đang bị quay cuồng quá mà. Trong những cái lúc mà ví dụ như là deadline về làm việc hay là trong, nói chung là trong những cái thời khắc mà mình cần một cái sự tập trung quá. Và đối với cơ thể, mỗi một con người sẽ có cái đáp ứng khác nhau. Thế nếu mà mình có một cái yếu tố về thể chất cũng như tinh thần tốt và vững vàng hơn thì chắc chắn là mình sẽ vượt qua cái căng thẳng đấy dễ hơn. Còn với những người mà cái thể chất kém cộng với cái tinh thần mình lại hay là tức là mình không có một cái suy nghĩ gọi là lạc quan, tích cực á, tức là mình sẽ hay suy nghĩ tiêu cực thì càng bị cái stress đấy nó tấn công mạnh mẽ hơn. Và mình đang nói tới cái vấn đề về thể chất, tức là Linh Hương có để ý là một người mà thường khỏe, có một cái thể lực tốt thì chắc chắn là cái việc vượt qua stress nó dễ dàng hơn là một người yếu, một người có một cái sức khỏe thể chất không được tốt lắm. Nhưng mà có khi nào chúng ta bị stress đôi khi nguyên nhân là do thiếu những cái chất gì đó trong cơ thể không ạ? Đúng chứ, khi cái thể chất của chúng ta yếu, nó sẽ có một số những cái vitamin và khoáng chất ảnh hưởng trực tiếp tới cái quá trình stress trong cơ thể. Đầu tiên mình phải nhắc tới là các cái nhóm mà vitamin gây gọi là chống oxy hóa như là vitamin C, E, A. Thì bởi vì trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta sản sinh rất là nhiều các gốc tự do, chuyện này nó bình thường. Tuy nhiên khi chúng ta bị căng thẳng stress thì cái gốc tự do này sản sinh quá nhiều. Và khi nó quá nhiều nó sẽ phá vỡ cái hàng rào bảo vệ của màng tế bào. Nó gây tổn hại màng tế bào, tổn hại luôn cái tế bào và gây lão hóa tế bào nhanh, cũng như là nguyên nhân của cả trăm các loại bệnh tật khác nhau trong cơ thể. Thế thì khi cơ thể chúng ta đủ các cái chất chống oxy hóa chắc chắn nó sẽ tốt hơn trong cái việc là để ngăn ngừa stress. Cái nhóm thứ hai là các vitamin nhóm B. Bởi vì vitamin nhóm B thì rất là cần trong cái quá trình gọi là chuyển hóa năng lượng. Nó là các enzyme để chuyển hóa các chất dinh dưỡng thành năng lượng cho cơ thể hoạt động. Vì vậy khi cơ thể chúng ta căng thẳng sẽ tiêu hao rất là nhiều các vitamin nhóm B này. Và lúc này nếu mà thiếu thì chúng ta sẽ càng nguy cơ đối mặt với stress tăng hơn. Ngoài ra thì còn một số các khoáng chất như là sắt, canxi, kẽm, magie cũng là những cái khoáng chất có ảnh hưởng trực tiếp tới cái việc cơ thể của chúng ta chống lại stress. Khi mà cơ thể chúng ta thiếu thì sẽ dễ bị stress hơn. Dạ. Từ đầu chương trình tới giờ thì chúng ta chỉ nhắc tới sự mệt mỏi, căng thẳng hay nói đúng hơn là stress, một cái từ rất là quen thuộc. Nhưng không có nghĩa là chúng tôi muốn truyền cái sự mệt mỏi đấy tới các khán giả xem truyền hình đâu. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ thay đổi không khí một chút với một cái tiểu phẩm rất vui. Nhưng trong tiểu phẩm này cũng sẽ có những cái thông điệp để chúng ta thấy rõ về stress nó nguy hiểm như thế nào tới chất lượng cuộc sống của chúng ta. Xin mời quý vị cùng theo dõi nhé. Nhãn hàng Nasi hân hạnh tài trợ chương trình này. Em đẹp không cần son phấn, xinh thật xinh gọi bao anh nhìn. Luôn đẹp xinh cùng e nát, em chẳng gì mình đánh thức. Inat 400 tràn ngời ngày mới. Inat 400 chứa vitamin E dưới dạng alpha tocopherin acetate 400 đơn vị quốc tế điều trị và dự phòng tình trạng thiếu vitamin E. Công dụng Inat 400 trong trường hợp giảm prothrombin do thiếu hụt vitamin K. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Trời ơi, đẹp không? Đẹp quá à. Nè, chị một cái nữa, nó mới vào cho chị luôn. Thích đó. Thích quá à.
Ôi, còn dễ thương quá vợ. Giờ này chị bánh bèo quá ha. Nhưng mà em thấy hợp với chị mà. Ê, em thấy công nhận chị nhiều phong cách ghê nha. Mà hả, bận đầm cũng đẹp nè. Mà nhiều khi mặc quần jean, áo thun đơn giản vậy thôi cũng đẹp nữa. Đúng là người dáng chuẩn chân dài xuống thiệt. Nhưng em có một mẫu à, bận đồ khó lắm. Thôi đi cô ơi, phụ nữ là mỗi người có mỗi nét đẹp riêng, em hiểu không? Chị thì chị nghiêng về cái khía cạnh này, em thì em nghiêng về khía cạnh khác kiểu vậy. Nhưng mà đã là phụ nữ thì nhất định điều đầu tiên là em phải đẹp đẹp đẹp, nghe rõ chưa? Em biết rồi, nhưng mà đâu phải đẹp là dễ đâu. Trời, mấy người đẹp nói nghe đơn giản quá. Đơn giản gì? Em á nha, dạo này chị thấy em sao á, nó cứ xanh xao tiều tụy như thế nào á. Em có chuyện gì hả? Em cũng không biết nữa. Nhiều khi em thấy mọi người vui vẻ chân diện mà yêu đời á, em cũng muốn giống chị giống em vậy lắm cho nó có gọi như là đúng rồi. Nhưng mà tại sao em không thể như vậy được? Em cứ chán chường, em cứ mệt mỏi làm sao á chị ơi. Trời ơi, sức khỏe mà không có thì đâu ra thời gian để chăm sóc sắc đẹp thì đúng rồi. Em chán chường mệt mỏi hả? Dạ. Vậy là em bị thiếu vitamin rồi. Thiếu vitamin hả? Ủa, em ăn uống đầy đủ lắm nha, một ngày ba cử đàng hoàng, chưa kể em còn ăn lặt vặt tùm lum nữa, làm sao mà thiếu vitamin được chị? Ủa, bộ em ăn uống đầy đủ là em bồi bổ vitamin nhiều à? Không có đâu nha cưng. Ủa, sao kỳ vậy? Kỳ cái gì? Em á, kiểu này là em phải giống như là em phải cung cấp vitamin C nè. Tại vì vitamin C có nhiều chất đề kháng, em hiểu không? Thì nó mới bỏ mấy cái triệu chứng mà mệt mỏi vậy ải giống như em. Chứ em mà để lâu ngày em không chữa trị hả, là có kiểu như là bị kiệt quệ. Lúc đó họ xoay chị không có kịp đâu nha. Trời sao nghe ghê quá vậy? Vậy là không chừng em bị thiếu vitamin C đúng không chị? Chứ gì nữa mà không chừng, em phải đi tìm hiểu đi. Thôi em biết rồi, để xíu nữa hả em đi ra em hỏi bác sĩ về cái vitamin C này mới được. Cảm ơn chị nha. Có gì đâu. Trong các khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay thì chúng tôi biết là cũng sẽ có những người đã trải qua tình trạng mệt mỏi, căng thẳng. Nhưng nguyên nhân do đâu và làm sao để có thể giảm thiểu được cái tình trạng này thì chắc là không phải ai cũng có một cái bí quyết trong tay, phải không ạ? Bây giờ sẽ là cơ hội để các khán giả sẽ trực tiếp đặt câu hỏi cho bác sĩ. Thưa bác sĩ, do áp lực của công việc cho nên khi tôi đi làm thì tôi thường bị mệt mỏi, đau đầu và dường như là bị stress. Cảm thấy không vui vẻ. Đôi lúc thì làm việc như là cái máy, cứ làm việc đều đều vậy đó. Thì tôi nghe tìm hiểu và nghe nói là cần để tăng cường cái sức đề kháng để mà giảm stress và giảm đi cái mệt mỏi. Vậy có cách nào để mà mình tăng cường sức đề kháng gì thưa bác sĩ? Đúng là với một cái công việc như bạn chia sẻ thì quá nhiều áp lực. Và vì vậy cơ thể mình sẽ mệt mỏi, cái sức đề kháng giảm sút thì cũng sẽ ảnh hưởng tới cái việc là mình dễ bị stress hơn. Thì để tăng sức đề kháng thì việc đầu tiên là bạn cần điều độ lại được giữa cái thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi. Thì mình tìm ra một cái kế hoạch, một cái mục đích sống hơn là thay vì là làm việc đều đều. Ví dụ như bác sĩ Thu, một năm mình sẽ có mấy lần mình sẽ được nghỉ, đúng không? Nghỉ lễ, nghỉ Tết và nghỉ phép. Thì mình sẽ lên cái kế hoạch cho cái quá trình đi nghỉ cùng với gia đình, với bạn bè, với người thân. Để nó như giống như là nó là một cái động lực, một cái mục tiêu để cho mình phấn đấu, mình làm trong vòng vài tháng. Sau đó mình sẽ có một kỳ nghỉ dài. Thì đây cũng là một cách để cho mình cảm thấy hưng phấn hơn. Đừng có cảm thấy là quá mệt mỏi với công việc. Ngoài ra thì vấn đề chính yếu là vấn đề về cơ thể. Tức là khi mình có chế độ ăn uống đầy đủ, đủ chất, rồi có tập thể dục tốt, ngủ nghỉ đầy đủ thì chắc chắn là cái sức khỏe của mình sẽ tốt hơn. Trong cái phần mà đang nói tới cái sức khỏe về để tăng sức đề kháng thì mình rất là quan trọng tới các vai trò của các vitamin và khoáng chất, các nhóm vitamin C, vitamin E, vitamin B và các khoáng chất như canxi, magie, sắt, kẽm thì đều rất là cần đối với cái sức đề kháng của cơ thể cũng như là để phòng ngừa stress. Dạ thưa bác sĩ, theo như tôi được biết thì vitamin C rất dễ mất đi trong quá trình nấu nướng và chế biến. Vậy thì có cách nào để bổ sung vitamin C một cách có hiệu quả không, thưa bác sĩ? Đúng là vitamin C là một vitamin cần được cung cấp ở bên ngoài bởi vì cơ thể mình không tự tổng hợp được. Lại là một vitamin mà dễ bị tác động bởi nhiệt độ, cho nên quá trình nấu nướng sẽ làm mất đi tương đối là nhiều. Việc để mình bổ sung được đầy đủ thì đầu tiên vẫn là qua chế độ ăn uống của chúng ta.
chúng ta cố gắng là để ý với một chế độ ăn đầy đủ rau xanh và trái cây, luôn luôn có ít nhất là khoảng 100 gram rau trong một bữa ăn, và một ngày được 2 lần ăn trái cây để được khoảng 200 gram trái cây, thì như vậy sẽ đủ cung cấp các vitamin, đặc biệt là vitamin C cho cơ thể của chúng ta. Tiếp theo nữa là mình biết vitamin C thì mất đi trong cái quá trình mà bị oxy hóa, cho nên là trong quá trình mình mua thực phẩm về, mình bảo quản, mình chế biến, mình nấu nướng thì cũng chú ý một chút để cho mình không bị hao hụt. Tức là ví dụ như là mình có thể ăn được rau xanh tươi, nấu ngay, sử dụng ngay thì là tốt nhất. Với trái cây thì cũng như vậy, tức là mình có thể ăn được cả vỏ để mình giữ được cái lượng vitamin C tốt nhất. Cũng như nếu mà phải gọt vỏ thì gọt xong, cắt xong thì ăn liền, chứ tránh là để lâu thì như vậy nó sẽ bị hao hụt một lượng lớn vitamin C trong chế độ ăn hàng ngày. Dạ thưa bác sĩ, tôi đang sử dụng sản phẩm Nasi 1000 để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Vì vậy bác sĩ có thể giải thích giúp tôi rõ hơn là sản phẩm này hỗ trợ như thế nào trong việc trong cái tình trạng là mệt mỏi và stress kéo dài, bởi vì tôi cũng đang trong tình trạng này. Sản phẩm mà bạn vừa nhắc tới thì có một cái hàm lượng vitamin C là 1000mg. Thì đây là một cái liều bổ sung rất là tốt trong trường hợp mà bạn đang rất là mệt mỏi, căng thẳng và stress, để cho mình gọi là cơ thể mình sẽ vượt qua cái stress một cách dễ dàng hơn, cũng như là cái quá trình căng thẳng ấy nó không kéo dài. Ngoài ra thì sản phẩm này có một cái ưu điểm là được bổ sung vitamin C dưới cái hai dạng là dạng muối, dạng natri ascorbate và cái acid ascorbic. Thì đây là một cái thành phần rất là tốt để cho giúp đỡ kích ứng dạ dày, không gây khó chịu khi mình uống với một cái lượng C liều cao như là các sản phẩm vitamin C khác. Ngoài ra thì trong sản phẩm này còn có một thành phần rất là ưu việt, đó là bioflavonoid. Thì đây là một cái thành phần nó trong tự nhiên, giống như ở trong các loại quả mọng như là cam, chanh, bưởi, thì sẽ giúp cho cái vitamin C được hấp thu vào cơ thể tốt hơn, cũng như là ổn định cái nồng độ vitamin C trong máu cao hơn so với các sản phẩm vitamin C thông thường khác. Có thể thấy là cái sản phẩm mà chúng ta vừa nhắc tới thì có cái hàm lượng vitamin C rất là cao, lên tới là 1000mg. Vậy thì bác sĩ có cái lưu ý gì khi mà mình sử dụng cái sản phẩm vitamin C này? Tức là nếu như mình sử dụng liều cao thì làm sao và liều lượng bao nhiêu để nó đạt được cái hiệu quả tốt cho cơ thể ạ? Với cái liều như vậy thì rất tốt cho cái việc phòng ngừa stress. Tuy nhiên là vì là liều cao cho nên mình sẽ không nên uống quá trễ. Tức là thí dụ trong ngày thì mình nên uống sau ngay sau bữa sáng hoặc sau bữa trưa thôi. Còn nếu mà mình là người làm việc bình thường trong giờ hành chính thì mình không nên uống sau bữa chiều. Bởi vì lúc này thì mình không cần tập trung cho công việc, mình được nghỉ ngơi thì không cần phải quá uống. Tỉnh táo. Đúng rồi, mình lại quá tỉnh táo, có khi lại gây mất ngủ, khó ngủ vào buổi đêm. Thứ hai là khi mình uống thì mình cố gắng là uống ngay sau ăn để tránh cái việc mà nó với một nồng độ cao á, nó cũng có thể gây khó chịu cho dạ dày của chúng ta. Và thông thường thì trong một đợt điều trị, chúng ta có thể uống liên tục khoảng 20 ngày, rồi ngừng 10 ngày. Nếu mình thấy cơ thể mình có nhu cầu cần sử dụng thì mình sẽ sử dụng tiếp, với cái thời gian không có quá là kéo dài liên tục. Vậy là chúng ta đã giải quyết được cái vấn đề là stress này, mệt mỏi này, căng thẳng này, thì nên giải tỏa bằng cách nào, và cũng có một cái gợi ý là một cái sản phẩm để chúng ta có thể sử dụng hỗ trợ trong cái quá trình mà mình muốn giảm căng thẳng, mệt mỏi. Ngoài ra thì trước khi kết thúc chương trình, bác sĩ có cái lưu ý chung nào để tất cả chúng ta đều có thể giảm thiểu được tối đa cái tình trạng là stress, mệt mỏi, căng thẳng? Thực ra thì với cuộc sống hiện đại thì mình rất là khó để có một lời khuyên chung cho mọi người. Tuy nhiên thì ở công việc nào thì mình cũng cố gắng là cân đối giữa cái công việc và nghỉ ngơi, cũng như đặt những cái mục tiêu trong cuộc sống để mình có cái gọi là động lực hơn. Ngoài ra thì khi mà mình đã có một cái biểu hiện mình cảm thấy căng thẳng rồi ấy, thì tốt nhất là mình nên dứt khỏi ngay cái việc đó. Tức là ví dụ như khi mình đang cảm thấy rất là khó chịu, khi mình cảm xúc của mình đang rất là không tốt, thì tốt nhất là mình nên rời khỏi bàn làm việc, mình bước ra ngoài, hít thở không khí, chỗ mà có cây xanh càng tốt, hít thở sâu 5-10 phút để mình lắng động rồi mình có thể quay trở lại công việc. Một cái điều nữa là mình nên suy nghĩ tích cực, việc gì rồi cũng có tìm được cách giải quyết, không có gọi là quá căng thẳng. Mình đi vào cái bế tắc thì mình càng ngày càng làm cho cơ thể của mình nó càng căng cứng, nó càng stress, nó càng căng thẳng lên, và như vậy thì mình càng không giải quyết được vấn đề và càng làm cho tình trạng nó nặng nề hơn. Cố gắng nghĩ rằng là không phải là ngày tận thế, cho nên chuyện gì cũng có thể xử lý được. Và như vậy thì mình từ từ mình sẽ tìm các giải pháp để mình vượt qua. Ngoài ra thì khi mình có một cái cuộc sống xã hội tốt, tức là có sự giao lưu bên ngoài, bạn bè, đồng nghiệp,
thì chắc chắn là sẽ có người để mình được chia sẻ những cái khó khăn của mình, và như vậy nó sẽ giúp cho cơ thể mình giải tỏa được stress dễ dàng hơn. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và với những khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay qua màn ảnh nhỏ thì chúng tôi cũng tin là quý vị sẽ tìm được rất là nhiều điểm tích cực cũng như là những gợi ý để làm sao mà chúng ta vẫn có thể làm việc miệt mài nhưng mà không bị stress, không bị căng thẳng, không bị mệt mỏi. Tất cả là do chúng ta thôi, và đừng quên là bổ sung vitamin C vào cơ thể cũng là một trong những yếu tố rất quan trọng để chúng ta có thể vượt qua stress, mệt mỏi quý vị nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ cũng như là những câu hỏi của khán giả đã đặt cho chương trình. Còn với các khán giả xem truyền hình, quý vị vẫn có thể gọi điện cho chúng tôi theo số quen thuộc đang được hiển thị trên màn hình để nghe tư vấn thêm từ bác sĩ về chủ đề này. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Nasi của Mega We Care đã cùng đồng hành với chương trình Bí quyết sống khỏe. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhãn hàng Nasi hân hạnh tài trợ chương trình này. Em đẹp không cần son phấn, xinh thật xinh gọi bao anh nhìn. Luôn đẹp xinh cùng Enat, em chọn gì mình đánh thức. Enat 400 tràn ngời ngày mới. Enat 400 chứa vitamin E dưới dạng dạng alpha tocopherin acetate 400 đơn vị quốc tế điều trị và dự phòng tình trạng thiếu vitamin E. Công dụng Enat 400 trong trường hợp giảm prothrombin do thiếu hụt vitamin K. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.